Vâng, xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu xe địa hình mountain bike của thương hiệu Mỹ Carbon. Và cái mẫu Carbon này thì được rất nhiều các bác mong chờ bác nhé. Thì hôm nay bên em mới về một chiếc, còn rất là đẹp, trên 95%. Và hầu hết thì những cái dòng xe địa hình, dòng đua mà khung Carbon bên em là lựa chọn rất là kỹ càng. Và hầu hết là xe, những dòng Carbon là còn rất là đẹp các bác nhé. Không chỉ riêng mẫu địa hình mà những cái dòng đua Carbon em đều phải lựa chọn rất là cẩn thận. Và hầu như xe còn trên 90-95%. Thì hôm nay em về một mẫu địa hình bên em mới về đây, Sojata, thương hiệu Mỹ. Vâng, bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết trước xe. Vâng, và các bác có thể lên trên mạng, gõ trên Google Bike Sojata, tức là xe đạp của hãng Sojata tiếng Anh. Và nó sẽ ra một số trang web của chính hãng theo xe. Đây có thể thấy rõ đấy, em quay cho bác xem. Đây là website chính hãng của dạng xe mountain bike đây. Đây là mountain bike của Sojata đây. Đây có thể vào trong các chính hãng đây, đây có thể nhìn đấy, mountainbike.com Sojata. Đây là mẫu xe model bên nhà em đây, có thể thấy rõ. Đây là những cái dòng tiếng Anh chi tiết và cái giá thành của bên bên đó em cũng chưa rõ được, có thể lên trên mạng để tham khảo thêm. Đây là website chính hãng của xe đấy, các bạn có thể nhìn rõ đấy. Đây là thông số của xe đây, thông số khung xe, và hãng xe là Sojata. Các bạn có thể lên trên mạng gõ thêm. Đây em quay lại cho bác xem, các bác chỉ cần lên mạng gõ là Bike Sojata là sẽ ra một số trang web của bên thương hiệu Mỹ. Vâng. Vâng, xe có tông màu đen chủ đạo, những điểm nhấn chỉ đỏ và trắng trên khung xe làm cho khung xe rất là nổi bật và khỏe xe các bác nhé. Đây đi tổng thể khung xe bác này. Và những cái dòng mẫu địa hình Carbon là được rất nhiều bác quan tâm chú ý đến. Thì hôm nay em mới về một chiếc thôi, hầu hết những dòng Carbon bên em là đều rất là cẩn thận, xe còn rất là đẹp, trên 90-95%. Thì mẫu hôm nay em về là xe đẹp 95% trở lên, xe là bên thị trường bên kia là đi rất là ít đúng nhá. Dòng xe lướt khung Carbon Sojata, một thương hiệu đến từ Mỹ đây. Và xe những bên trên này, những cái điểm vân 3D Carbon các bác có thể nhìn rõ đấy. Xe còn rất là mới và đẹp quá nhé. Em nhìn quay tổng thể chi tiết cả cho bác xem đây. Từ những khung xe. Đây là một mẫu mountain bike dòng địa hình bên em mới về, Sojata. Và hầu hết những cái dòng xe địa hình và dòng xe đua mà thuộc khung Carbon mà để bên em mà lựa chọn rất là kỹ. Bên dưới khung xe thì có một điểm đỏ đỏ full Carbon frame. Các bác có thể thấy rõ những cái đường vân 3D chìm bên trong đây, vân 3D của Carbon đấy. Các bác phải lên trên mạng để tham khảo thêm về cái mẫu Sojata này. Nó có một website chuyên bán dòng địa hình mountain bike của dòng Sojata. Xe còn rất là mới, trên 95%. Đây là một cái mẫu xe mà đi lướt mà bên em dựa lộ tượng rất là kỹ. Và hầu hết những dòng địa hình Carbon bên em còn về là rất là hot bác nhé. Đây là ống cao su đúc, cầm rất là chắc tay. Đó là thấy rõ những từng chi tiết nổi trên bộ phận của xe, còn rất là mới. Xe được sử dụng với cấu hình Shimano Vancouver, tay đĩa cũng Shimano. Bên em là bên này, bên lip đây, tầng đĩa của Shimano và tầng lip của Shimano. Vâng. Xe địa hình các bên em rất là hot, xe bên em là chỉ có một. Các bạn nhiều các bác hỏi thì
Những bác mà những bác dòng địa hình carbon này hỏi em thì hôm nay em đã về một chiếc đây. Đây cũng là một thương hiệu Mỹ Sonata, cũng là một thương hiệu đầu tiên về bên em, mẫu địa hình carbon, sóc dầu, sóc tua, và xe được trang bị với cặp Meyer bạc đạn của Shimano chính hãng bác nhá. Đây là cặp vành Meyer chính hãng Shimano bạc đạn. Vành nguyên bản theo xe. Và bác có thể thấy rõ đây. Đây là lốp xe này, lốp gai còn rất là mới. Bề mặt lốp còn rất nhiều gai, giúp cho xe bám sát mặt đường là tốt hơn nữa nhé. Có thể thấy rõ những cái đường chỉ lốp trên xe còn gần như là mới. Đây là một mẫu xe đi lướt qua thôi. Bác phải thấy rõ là độ đánh giá tổng thể xe còn rất là đẹp. Xe được sử dụng với cụm phanh dầu. Giảm sóc dầu. Có ở đây trên mạng tham khảo thêm Sonata Bay để biết thêm chi tiết về mẫu xe này. Những dòng địa hình mà carbon là rất là hot bên em. Yên xe này còn rất là mới. Và điều đặc biệt trên yên xe là có một chiếc yên đệm rất là êm nhá. Đây là chiếc yên dày hơn so với những dòng yên thông thường khác. Dày và bảng to hơn. Bác ngồi rất là êm. Đấy, các bác có thể thấy rõ đây. Em đang cầm một cái bản yên rất là to. Ngồi rất là êm, rất là thích nhá. Còn yên còn rất là mới. Và đằng sau yên là có thông số, đây là của bên kia đây. Một mẫu xe 0,99 đô trên 30 phút. Đây là dòng yên được sản xuất ra để cho những cái dòng xe địa hình thuê bên nước ngoài. Cái đồng 1 đô trên 30 phút. Đấy, em lại phá dịch ra là như vậy. Các bác phải lên trên mạng tham khảo thêm. Đây đằng sau yên xe thì nó có một cái lỗ hổng. Đây gọi là cái quai. Các bác có thể đeo thêm những phụ tùng, những cái túi sách, những đồ trang bị cần thiết trên cho xe nằm ở khu vực phía sau yên đây. Có can da. Xe sử dụng nguyên bộ group Shimano, đặt đĩa Shimano Antut, đùi đĩa cũng chính hãng của Shimano. Có thể thấy rõ đây, đùi đĩa còn rất là mới. Đây là những vết bẩn em về xe chưa có lau chùi qua. Bên bạc đạn phủ đề Shimano Acera. Xe được trang bị nguyên một group Shimano chính hãng. Xe được trang bị với 8 tầng lip. 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Bác có thể nhìn thấy rõ đấy. Lip và xích còn rất là mới đây, quay cảnh bác xem đây. Đấy. Thế bác đánh giá được là cái độ mới của xe. Đây xích xem. Xích và lip còn rất là mới. Và đằng sau cũng là trang bị cặp Meyer Shimano chính hãng bạc đạn. Vành nguyên bản theo xe. Lốp đằng sau còn rất là mới. Đấy bác nhìn rõ đấy, em quay từng chi tiết nhỏ bác xem. Tổng thể xe em đánh giá trên 95%. Có cái gạt yên đằng sau đây, các gạt yên này thì nó hơi bị rỉ đấy. Đồ toàn bộ xe còn rất là đẹp. Trên 95% đó nhá. Và có cái quả yên này rất là êm này. Có thể nhìn rõ, rất là dày. Êm. Vâng. Và bây giờ anh xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Đây là hoạt động chi tiết của xe lên lip này. Các bạn thấy rõ đây, bộ lip Shimano chính hãng còn rất là mới. Và xích lip còn gần như là nguyên bản. Với theo xe xuống lip này, hoạt động là rất là trơn tru và mượt mà. Hầu như là xe hoạt động là không hề vỗ chi tiết nổi ở mắt nhé. Vâng, rất là mượt. Ở bên tầng đĩa đây,
xe sử dụng với bên ba tầng nhé. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Toyota thương hiệu của Mỹ. Tổng thể xe còn rất là đẹp đó nhé. Trên 95% thương xe có giá bên đây rất tốt bên em là 7,9 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bác là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm Kia Xe Đạp để đăng ký theo các kênh. Và bên em chỉ nhận nhắn tin qua Zalo. Và người bên em là rất là ít, thời gian là hạn chế. Nếu các bác là có việc gọi bác nhé. Và hẹn các bác vào trước ngày mai.